Mình nói mình đi ngủ khoảng 1 tiếng trước rồi mà 1 tiếng sau mình vẫn chưa ngủ được. Kiểu này chắc tối mình lên công ty mình ngủ. Mình đã thử mọi cách rồi, nào là đếm cù rồi nghe radio, nó không ngủ được rồi sao giờ trời, rồi tối nay sao đi làm. Phải cố gắng ngủ lại rồi. Giờ này quyết tâm nha, quyết tâm ngủ. Vô xe. Vì là ngủ buổi sáng cho nên mình sẽ chùm kín mít mền như vậy. Mà cái nết mình ngủ kỳ ghê. Bây giờ là khoảng 5 giờ rưỡi chiều mà mọi người nhìn ở ngoài nó kẹt xe kìa. Đúng là đặc sản của Thái Lan. Nhìn kinh khủng thiệt chứ. Trời ơi là trời. Màn đét ơi. Dạo này mình có một cái thói quen đó là sau khi thức dậy mình sẽ cố gắng uống một ly nước ấm. Cái điều này nó sẽ giúp cho mình thanh lọc cơ thể. Mọi người cũng thử đi. Ngày này qua ngày nọ thì mình sẽ cảm thấy cơ thể mình nó thay đổi rất là nhiều luôn á. Hôm qua thì mình ăn cơm xong rồi mình cũng chưa rửa chén á. Tại mình thấy có mấy cái nên mình để đó luôn. Có ai giống mình không? Sáng lúc mà ngủ không được thì mình ăn một tô mì gói. Tại vì đói quá mình ngủ không được. Mình đã cố gắng mình ngủ rồi nhưng mà mình không ngủ được. Quá đói. Rồi mình quyết định ăn tô mì gói. Bây giờ mình phải rửa chén. Mình có để sẵn đồ ăn trong này. Ăn nhẹ rồi đi tập gym. Bây giờ thì rửa chén nha. Xíu về nấu ăn cũng ngon. Không biết là mọi người có thấy giống như mình không? Chứ không biết một ngày mình rửa bao nhiêu lần luôn á. Nhưng mà mỗi lần rửa xong là họ quay lại đều có cái chén dơ. Quay lại là đều có cái chén dơ. Chán thiệt sự luôn. Trước khi đi đến phòng gym á thì mình sẽ lấy một cái ức gà ra mình rã đông. Và đây là cái cách mà mình phân chia thịt ra để dễ rã đông á mọi người. Mình làm như vậy thì khi mà mình muốn ăn cái nào á thì mình sẽ rã đông cái đó. Mình để ức gà ra ngoài để một hồi mình về mình luộc cho nó nhanh. Tại vì hôm nay mình cũng không có thời gian. Ở đây có ai giống mình không? Mình hay lấy mấy cái đồ ăn mà còn chút chút vậy nè, mình bỏ vào cái chén xong cái bỏ vào nồi cơm. Cái ngủ dậy cái có đồ ăn ăn liền. Nó vừa nóng cơm mà vừa nóng cái chén thức ăn nữa. Đỡ hâm. Thật ra là mình rất là thích buổi tối. Bởi vì buổi tối thì phòng của mình nó rất là chill. Nhìn xuống dưới thì nó cũng rất là đẹp. Trời ơi là trời, một tiếng hơn rồi mà cũng không hết kẹt xe nữa. Sợ hãi thiệt sự luôn á. Thường mỗi lần ăn cơm thì mình sẽ mở những chương trình yêu thích để mình xem. Cái chương trình nó chiếu hoài thì mình ăn hoài cũng được nữa. Sau khi ăn cơm xong thì mình sẽ vệ sinh sạch sẽ rồi đi đến phòng gym. Tại vì cho nó cũng thơm tho chứ để thối quá thì cũng không được. Thứ quá kỳ, thứ quá người ta nhìn, người ta dòm ngó. Đây mình có hàng tập chuyên với chị của mình. Chị của mình tới. Sao biết là chị này? Tại vì em thấy đầu 29. Sao chị? Điều gì vậy? Chị muốn cái nón cung tè lắm em. Đâu? Má cái nón như hip hop xì tai. Chị chụp kiểu hip hop. Wow, đỉnh vậy. Chụp kiểu hip hop. Just text, I know it's a toss up. I hate the fact that we lost touch. Hôm nay phòng gym thì cũng khá là đông. Nhưng mà tụi mình tập thì cũng chỉ là một thôi. Còn bà tám thì mới là chín. Khởi động mà cứ nói chuyện hoài như vậy thì biết chừng nào mới xong trời. Trễ rồi mọi người ơi. Bây giờ mình phải đi làm. Mình trễ rồi. Thì hôm nay mình nhiều chuyện quá cho nên là hôm nay mình trễ. Có cây Noel đó mọi người. Chưa giờ mình thấy cây Noel nó lúa như bây giờ. Ok. Tell me as you trying to fuck through. I'ma leave it up to you. What you wanna do? Look, I'm trying to spend this time with you. Know we overdue. What you doing right now? Baby, won't you swing my way? It's been a day and I've been thinking out loud. I know I want you. Long time since the last time. Got a tab, we could run up. Knew you from the way, now we grown up. My look, yeah, made the realest ones nervous. But if you want it, tap in. I think that I know something.
cái cảnh xem phim sao đâu. Làm lại cho em coi đi, em năn nỉ luôn á. Chạy vô mua kem nha. Không, khúc này em cắt anh nói tiếng Việt đi. Đây đi mua kem mà hết kem rồi. Hồi nãy mình đi mua trà sữa cũng hết trà sữa rồi. Tại anh biết, em biết tại sao hết trà sữa rồi, tại hôm nay anh nhuộm cái đầu màu trà sữa. Hôm nay mình sẽ thử thách sử dụng thẻ con thỏ này để đi xe Văn Yên và mua đồ lúc 4 giờ sáng nha mọi người. Tại vì mình không có tiền mặt, mình cũng không có thể sử dụng luôn. Nhưng các bạn có biết là ở Thái Lan, từ Seven Eleven thì họ chỉ sử dụng tiền mặt hoặc là qua một cái app ứng dụng của True thôi. Tuy nhiên, tại thì mình cũng có một cái thẻ con thỏ. Mình sẽ thử thách là dùng thẻ con thỏ này để đi mua đồ lúc 4 giờ sáng. Let's go. Mà thẻ con thỏ đó con còn tiền không vậy? Còn nha, mua gì vậy? Không biết được. Không được. Không được. Khi trải bật ra biết đang làm sao? Không được. Còn không ăn là sao? Thử thách như thế nào anh Nguyên? Thất bại. Và bây giờ tụi mình sẽ quay trở lại với cái thử thách là nhờ bạn nhân viên thanh toán tiền mặt giùm tụi mình. Cảm ơn các bạn. Anh Nguyên là thử thách như thế nào anh Nguyên? Thật ra là mình đã thử thách thành công khi mà không có tiền mặt trong người nhưng vẫn có thể nhờ được nhân viên của 7-Eleven. Họ sẽ trả tiền trước và mình sẽ chuyển khoản lại cho họ nhé. Nhưng mà anh Quyên không có chuyển khoản, tiếp nữa anh Sương. Nhưng mà anh Quyên không có chuyển khoản, tiếp nữa anh Quyên sẽ đi. Nhưng mà họ sẽ bị lừa. Tại vì anh Quyên không có chuyển khoản. Xíu nữa buổi sáng này về thì anh Quyên sẽ đi khách sạn. Dạ. Thì bằng lái. Thì bằng lái đi bộ à. Chạy vòng số 8 đi anh. Đi vòng số 8. Just text, I know it's a toss. But I hate the fact that we lost. Thôi mình về tới nhà rồi mọi người. Quá mệt mỏi một đêm. Đầu cổ. Còn mày chót luôn. Còn ánh nắng chói chang thật chút. Một ngày của mình đã kết thúc rồi. Bây giờ về tắm rửa, skin care rồi đi ngủ thôi, chịu hết nổi. À, ăn nữa.